À, chúng ta bắt đầu cái gì thì như thường lệ thì ở đầu mỗi chương á là tôi sẽ xuất hiện, tôi sẽ làm việc trực tiếp với các anh chị thông qua cái phim mà nó quay trực tiếp cái hình của tôi, để lâu lâu á là các anh chị gặp mặt tôi một lần, chỉ còn để học trên slide hoặc là học trực tiếp ở trong cái ứng dụng không á cũng không ngó thấy giáo viên như thế nào. Là một, thứ hai á là tôi có giới thiệu chung về cái chương, về cái tinh thần học ở trong cái chương. Nào, cái chương này của chúng ta đó là cái chương gọi là chương về kỹ thuật lập trình với những cái đối tượng cơ sở. Nhất, tôi muốn nói đây là một cái chương về kỹ thuật. Đây là một chương thuần túy là về mặt kỹ thuật. Những cái khái niệm tôi đã có ôn tập cho các anh chị, tôi đã có hệ thống hóa, và thậm chí là tôi cũng có minh họa một số cái kỹ thuật nho nhỏ. Nói tiếng nho nhỏ chứ nó xài cũng được khá nhiều lắm á, là cái phần mà chúng ta xây dựng những cái thư viện hàm từ định nghĩa đó. Và chương này nó sẽ tiếp nối, nó sẽ trình bày để sao cho chúng ta có thể xây dựng được một hệ thống những cái thư viện hàm từ định nghĩa với những cái đối tượng cơ sở, mà cái thư viện hàm này nó sẽ còn phục vụ cho các anh chị trong xuyên suốt cái môn học này, qua cái môn lập trình hướng đối tượng, rồi kể cả sau này là khi mà chúng ta học lập trình ở trên Windows, học trình ở trên web, hay là thậm chí trên điện thoại di động rồi gì đó, thì các anh chị vẫn có thể sử dụng lại một phần của nó. Cái vốn đó rất là quý, và như tôi nói rằng là cái thư viện của ai đó thì là người đó tự xây dựng lấy và sẽ tự xài nha. Đó. Cái thứ hai á là nó nói đến cái ý niệm gọi là đối tượng cơ sở. Thì cái phần này thực sự ra trong cái nhập môn lập trình á, tôi gọi là những cái thông tin cơ sở. Còn bắt đầu từ trong môn kỹ thuật lập trình này á, thì là chúng ta sẽ thay vì chúng ta dùng cái tên là thông tin với lại tên là biến, thông tin là nói ở bên ngoài thực tế, biến là nói ở bên trong chương trình, thì chúng ta dùng chung một cái tên thôi, dùng chung một cái tên gọi là đối tượng. Đối tượng này thì là ở ngoài thực tế cũng gọi là đối tượng, mà ở trong chương trình chúng ta cũng gọi là đối tượng luôn, tại vì đối tượng nó sẽ là một loại biến đặc biệt thôi. Cái chính thức về cái tư duy, cái tiếp cận hướng đối tượng á, là các anh chị sẽ được học ở trong cái môn lập trình hướng đối tượng. Nhưng mà trong cái môn này á, tôi cũng đã mở đầu cho các anh chị về phần này, tôi chuẩn bị sẵn sàng hết để sao cho chúng ta học cái lập trình hướng đối tượng, chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng ở trong đó. Do đó là tôi sẽ đặt những cái tên, tôi nói rõ cái ý niệm nó tương tự như cái cũ thôi, là thí dụ như thay vì dùng nói là biến cơ sở hay là thông tin cơ sở trong thực tế, thì chúng ta dùng chung một cái tên là đối tượng cơ sở. Thay vì nói là biến cấu trúc, thay vì nói thông tin có cấu trúc ở trong thực tế, thì là chúng ta sẽ nói là đối tượng có cấu trúc. Đối tượng có cấu trúc, thay vì sử dụng là một cái danh sách hay là một cái giải ở trong thực tế, rồi chúng ta nói tới là một cái mảng hay là một cái bảng ở trong cái bộ nhớ chính, những cái biến mà chúng ta đã học đó, thì là chúng ta sẽ dùng chung một cái tên gọi là đối tượng danh sách, gọi là đối tượng danh sách. Nó mỗi một phần nó sẽ là một cái chương riêng, xử lý riêng cho cái việc đó. Cái thuật ngữ tôi giải thích một chút. Còn nội dung của chương này á, là chúng ta sẽ gồm có 6 phần. Phần đầu tiên á là tôi giới thiệu chung thôi, phần này sẽ rất là ngắn gọn. Giới thiệu chung ôn tập lại ý niệm mà những cái phần nãy giờ tôi trình bày cũng sẽ nói lại một chút, đúng không ạ? Rồi sau đó là những cái chương sau này là chúng ta sẽ cùng làm việc với tôi với những cái kỹ thuật làm việc trên từng cái loại đối tượng cơ sở, đối tượng chuỗi, đối tượng số nguyên, đối tượng số thực, đối tượng ngày, đối tượng logic. Và trên mỗi một loại như thế là giữ đúng tinh thần của môn học này, là tôi ôn tập hệ thống hóa lại, là về khai báo, về kết xuất, về nhập liệu, rồi về xử lý, và tôi mở rộng ra thêm. Và đặc biệt là cái kết quả của nguyên chương này nói chung và kết quả trong từng cái phim riêng của từng cái phần này á, là chúng ta sẽ có được những cái hàm mà để mà tái sử dụng, tức là tôi sẽ minh họa cho cái đó những cái hàm. Còn cái bài tập của chúng ta đó, chúng ta sẽ lắp ghép những cái hàm đó lại với nhau thôi. Rồi chúng ta sẽ ra được một ứng dụng nho nhỏ trên cái phần này. Tuy nhiên mà khi học phần này á, thì nó khác với trong nhập môn lập trình á, là khi học về số nguyên, học về chuỗi á, thì những ý niệm về mảng là chúng ta biết rồi, tôi sẽ cho thêm những cái xử lý nó liên quan tới những cái phần sau luôn, hay kiểu không ạ? Và cái cách học á, thì cũng vậy, là tôi sẽ làm việc trực tiếp ở trên cái môi trường .NET, và các anh chị sẽ, tôi lại nhắc lại một lần nữa là chúng ta học với giáo trình MBook, học với tôi, học với giáo viên trong cái giáo trình đó, giáo trình với tiếp cận là phim,
chứ không phải là coi phim truyện. Do đó là học là có tương tác, mặc dù cái tương tác đó nó giới hạn thôi. Khi tôi yêu cầu là ngưng phim lại thì các anh chị phải ngưng phim lại, là các anh chị làm một cái chuyện gì đó rồi sau đó là hãy coi tiếp cái phim thì nó mới có ý nghĩa. Và chúng ta cứ canh đi, trong một cái phim của tôi á, là nếu mà cái thời gian mà tôi trình bày khoảng độ chừng nửa tiếng á, thì là các anh chị hãy làm việc ở trên đó cũng khoảng độ chừng một tiếng. Tổng cộng vừa thời gian xem phim vừa thời gian mà chúng ta làm việc ở trên đó, tức là nó cũng khoảng gấp đôi, đôi khi thì nó hơn gấp đôi nữa. Thì chúng ta sẽ có một cái không khí giống như học thật. Có những cái bài tập thì là tôi cho ra là sau đó tôi sửa luôn. Có những bài tập tôi cho ra thì sau đó là tôi qua phim sau tôi mới sửa. Và có những bài tập tôi cho ra tôi chỉ có hướng dẫn thôi, tôi không sửa luôn. Thì cái phần đó thì sẽ dành cho cái phần online á, là chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, thôi được rồi, chúng ta sẽ bắt tay vào trong cái phim phía sau liền, đúng không ạ?